Thưa quý vị và các bạn, trong 2 ngày nghỉ cuối tuần, Bắc Bộ đã có nắng và nhiệt độ tăng mạnh. Như tại thủ đô Hà Nội, nhiệt độ vào lúc 13 giờ phổ biến trong mức từ 34 độ, nên cảm giác oi nóng xuất hiện trong khoảng thời gian giữa trưa và đầu giờ chiều. Dự báo trong hôm nay, toàn vùng sẽ tiếp tục có nắng mạnh từ sớm, mức nhiệt ngày ở các tỉnh Bắc Bộ sẽ tăng khá nhanh, đạt mức từ 32-35 độ trong buổi trưa và chiều. Nắng nóng có khả năng xảy ra cục bộ tại một số nơi như Lai Châu, Sơn La, Hòa Bình, Hà Nội với mức nhiệt độ cao 35-36 độ. Dự báo trạng thái tạnh giáo sẽ còn kéo dài đến khoảng ngày 31 tháng 8. Sau đó từ đêm ngày 31 tháng 8, do ảnh hưởng của hội tụ gió trên cao được hình thành, Bắc Bộ sẽ liên tiếp đón hai đợt mưa trong các ngày 31 đến ngày 2 tháng 9. Từ ngày 4 đến ngày 7 tháng 9, cục bộ có nơi có mưa vừa mưa to, trong mưa dông thì có khả năng xảy ra sấm sét và gió giật mạnh. Xu hướng tăng nhiệt cũng diễn ra mạnh mẽ ở miền Trung. Trong ngày hôm nay, hầu khắp các tỉnh thành phố từ Thanh Hóa trở vào cho đến Quảng Ngãi đều xảy ra nắng nóng với mức nhiệt độ cao 35-36 độ. Riêng vùng núi phía Tây nhiệt độ có thể đạt sấp xỉ 37 độ. Tuy nhiên, thời gian nắng sẽ tập trung trong khoảng từ 11 cho tới 14 giờ chiều. Sau 15 giờ nắng giảm, nhiệt độ hạ và nắng nóng cũng không còn nữa. Với khu vực các tỉnh thành phố từ Bình Định trở vào cho đến Bình Thuận, trời cũng có nắng sớm nhưng cường độ nắng yếu hơn. Vì thế mà nhiệt độ dao động trong khoảng từ 33 tới 34 độ. Dự báo từ ngày 1 tháng 9 trở đi, rãnh áp thấp có trục đi qua khu vực Bắc và Trung Trung Bộ được hình thành sẽ bắt đầu gây mưa rào và dông rải rác cho khu vực trong thời gian chiều và tối. Ở phía Nam, gió mùa Tây Nam đang trong giai đoạn suy yếu, những cơn mưa vì vậy cũng giảm theo. Trong chiều tối nay, mưa dông vẫn xuất hiện tại khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, nhưng diện mưa thì không nhiều. Tại khu vực Tây Nguyên, các tỉnh ở Kon Tum và Gia Lai chỉ có mưa ở vài nơi. Tại Đắk Lắk, Đắk Nông và Lâm Đồng có mưa rải rác, nhưng lượng nhỏ chỉ từ 5-10mm. Khu vực miền Đông Nam Bộ thì có mưa nhiều nhất, cục bộ vẫn có những điểm có mưa vừa mưa to với lượng từ 10-20mm. Trong khi đó, ở khu vực phía Tây Nam Bộ, mưa cũng chỉ ở mức rải rác, nên nhiệt cao nhất trong ngày tại Tây Nguyên duy trì trong khoảng từ 30-32 độ. Trong khi đó, ở các tỉnh thành Nam Bộ thì nhiệt độ trong ngưỡng từ 32-35 độ. Trên biển, trong chiều tối qua, áp thấp nhiệt đới trên vùng biển Tây Bắc Thái Bình Dương đã chính thức mạnh lên thành bão với tên quốc tế là Hinamno. Khác với những dự báo trước đó, trong những ngày sắp tới thì bão Hinamno sẽ di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, tiến vào vùng biển Hoa Đông Trung Quốc và có thể sẽ mạnh lên thành siêu bão trong ngày 31 tháng 8. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão có thể đạt tới 185 km/h, tương đương cấp 15, giật cấp 17. Đây sẽ là cơn bão mạnh nhất hoạt động từ đầu năm cho tới giờ. Do ảnh hưởng của bão, từ ngày 31 tháng 8, gió mùa Tây Nam sẽ bắt đầu hoạt động mạnh trở lại, khiến cho mưa tại khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có xu hướng gia tăng hơn. Thông tin về cơn bão này sẽ được chúng tôi tiếp tục cập nhật trong các bản tin tiếp theo của kênh. Mời quý vị và các bạn chú ý đón xem.